Cái giống ai tặng? Trâm trâm. Trâm tặng. Sao nó Trâm tặng? Bà hết trâm. Bà hết trâm. Chị Bơ ăn chưa? À, chị Bơ ăn nữa. Thầm lẩu ăn. Trời, cái bò bự chắc là chị nghĩ đẻ mổ quá. Thì đó, bác sĩ kêu đừng ăn nhiều quá, nó bắt đẹp rồi. Đó mà không mỹ thiện đâu rồi. Nhưng mà trước á, hôm nay nó đang chơi trong cái chờ cái chơi gì á. Chút rồi bạn chạy lại phèn cái chuồng đó. Lẩu cua đồng là nhìn thấy ngon quá hả? Ừ. Chưa sôi hả? Chỗ này hình như nó bật lửa, bật lửa chưa? Đang lửa. Lửa sôi sôi ý rồi. Đang sôi á, đang sôi. Lẩu cua đồng. Nè, cái hoa cây xoài. Xoài ra bông mà tưới lại, thấm tấn gốc mà. Tưới lại thấm tấn gốc, tận gốc mà. Chị tưới thấm tận gốc luôn rồi đó. Mà tưới nhiều quá rụng bông đó. Không phải, càng tốt cho nó rụng, khô quá nó bị rụng bông. Tưới nhiều không có rụng bông. Mấy kia Mấy kia. Hi buddy. Hi, mommy love you. Hi Sunny. Hi Micah. Hi Sunny. Micah. Bây giờ con chó chạy ra mất tiêu nha. Con chó chạy ra mất tiêu, sợ con chó chạy ra. Chơi con, chơi chị nha. Chơi. Ôi, mới đứng lên nè, Ok, muốn nghe hoài đó. Cô Tám đâu rồi, cậu Cương? Cô Tám đâu rồi? Cậu hả? Cô Tám á. Không biết. Cô Tám đâu rồi, cậu Kim? Đó nè. Hái gì vậy cô Tám? Tí tô hả? Mẹ kêu tí tô già cắt cho nó bung ra. Có ăn ai bao giờ không? Con khỏe không? Khỏe. Mẹ kêu cắt cho nó đâm lên. Dạ đúng rồi. Thấy con trồng ớt rồi quá trời ha. Dạ. Thấy ớt lại cay lắm nè. Ớt bớt hương cho nè mẹ. Bớt giống hương cho nè. Ớt ba màu nè. Ớt đây nè. Đen đỏ với lại xanh nè. Ba màu nó cay lắm á. Còn cái cây bên kia mà chị nói là tí tô mà mấy đứa cứ cãi là cây kinh giới cho nó tí tô là tí tô. Tí tô lá tí tí còn tí giới lá nó xanh xanh. Cô Tám hái gì ăn hả? Chị Tư vô làm đi, em đâu có ăn bao nhiêu đâu. Okay. Chị cô Tám mẹ con kia cứ hái về, cô Tám nấu nước uống nó trị giống như mát người với lại đẹp da rồi đó, bỏ uổng. Dạ đúng rồi. Hái để cho nó đâm lên nữa. Dạ đúng rồi. Chứ con để già quá rồi nó đâu có ấy. Dạ đúng bây rồi. Bây giờ cô cắt về bữa. Về bữa cô cắt rồi nó sẽ đâm lên nữa. Ừ. Chứ không cắt rồi nó sẽ. Đúng rồi, cắt vào này nó lên hoài thôi à. Ừ, đâm lên. Tám không là vui qua vui không? Thì cô Tám cũng ở nhà với Ti thôi, đâu có đi đâu đó. Dạ. Tại giờ em ở gần xanh cô phải trực ở nhà chứ đi đâu giờ. Dạ đúng rồi. Có đi chợ cũng về lẹ lẹ. Có hôm qua ai nói nó có bắn pháo bông nó chở đi pháo bông mà cũng sợ thế mà. Dạ. Cái thằng Hùng nó không sao đâu mẹ. Nếu mà có đau bụng được kêu cảnh sát nó chở đi liền cái gì đâu. Cô Tám thấy xa quá, cô Tám sợ á. Dạ. Nó nói bà đây có sao cái gì, có cảnh sát nó chở đi tới bệnh viện chưa. Dạ em mua lên chở đi. Dạ. Không có gì á, không có gì bà ta mẹ phải lo. Dạ. Thì... dạ.